nhìn xem cha thánh đa đơn sơ ra đi là người vô hành hát xương nghèo nàn vẫn vui vào từng nơi đi qua các dân cha loan truyền về chúa nhân hiền ngài chỉ nói đến cha trên trời xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên đường em mau chúng ta đang tìm hiểu về thông điệp tin mừng sự sống của đức thánh cha đức thánh giáo hoàng gioan phaolô đệ nhị Kính thưa quý vị, trong suốt hai mươi mấy số vừa qua, chúng ta đã đang dần tìm hiểu về những cái quan điểm của Đức Thánh Cha và cũng là cái quan điểm của truyền thống về thế nào là sự sống và những cái ảnh hưởng của con người chúng ta trong cái việc mà tôn trọng và lưu truyền sự sống. Trong số này, chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu đề tài Tại sao chúng ta phải tôn trọng và yêu quý sự sống của mọi người? Trong những số chiếc ít nhiều chúng tôi đã trình bày với quý vị. Sự sống của con người bắt nguồn từ Thiên Chúa mà có và đó là ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người. Và cái nơi sự sống của con người lưu dấu cái hình ảnh và những cái dấu ấn của Thiên Chúa nơi chúng ta thiên chúa là đức chúa duy nhất và ngài là chủ thể của sự sống này và con người cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc quan trọng con người chúng ta không có quyền quyết định hay là định đoạt về sự sống của mình cũng như là sự sống của người khác đó là một cái nguyên tắc và cái nguyên tắc đó nó được trình bày qua cái mặc khải của con người kéo dài trong cái lịch sử cứu độ từ thời cứu ước cho đến thời tân ước và được tiếp nối trong cái truyền thống của giáo hội. Và như thế chúng ta thấy sự sống và sự chết của con người nằm ở trong tay Thiên Chúa và không nằm ở trong cái quyền bính của con người. Và chính Chúa là đấng nắm trong tay linh hồn và cái hơi thở của mọi xác phàm. Ông Job đã kêu lên như vậy. Đức Chúa làm cho chết và làm cho sống. Người đầy xuống âm phủ và người đưa lên. Rồi trong sách uh, đệ nhị luật chương 3, chương 32 câu 39 cũng nói rằng chính ta làm cho chết và làm cho sống. Kính thưa quý vị, nói như vậy để chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về cái giá trị và cái uh, sự tôn trọng sự sống ở nơi mỗi người trong chúng ta và ở nơi đây chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về cái cách thức chăm sóc sự sống của thiên chúa ở nơi thiên chúa không có cái việc cái sự sống nào hay cái sinh linh nào hay là con người nào hợp với thiên chúa thì thiên chúa cho sống kẻ nào đi ngược lại với đường lối của thiên chúa thì thiên chúa bắt phải chết không cái cách thức chăm sóc sự sống của thiên chúa khác xa so với cái cách thức mà con người của chúng ta đối đãi với nhau ngay từ trong sách những chương đầu của sách sáng thế chúng ta nhận ra chuyện đó cho dù tổ Tiên của chúng ta là ông Adam và bà Eva có lỗi phạm, có chống lại Thiên Chúa, có bất tuân lệnh Thiên Chúa thì không vì thế mà Thiên Chúa ra tay trừng phạt, không vì thế mà Thiên Chúa hủy hoại cái hình ảnh của Thiên Chúa có ở nơi con người và rồi sau này Cain cũng vậy như chúng tôi đã có dịp trình bày cho quý vị khi mà Cain cha tay giết em mình thì không vì thế mà thiên chúa lại báo oán và trả thù trong việc mà loại trừ ca in nhưng thiên chúa vẫn mở cho các tội nhân những cái con đường sống con đường để hoán cải và đây là cái cách thức mà thiên chúa làm việc cái cách thức đó được tiếp nối trong lịch sử cứu độ khi mà dân Do Thái đi từ đất Ai Cập đi ra khỏi và trở về đất hứa. Đã nhiều lần trong suốt 40 năm trời trong hoang địa, dân Do Thái nổi loạn chống lại Đức Chúa, chống lại ông mô Sê Và trong những cái trường hợp như vậy, thì Thiên Chúa với lòng thương xót và từ tâm của Ngài, Ngài vẫn tha thứ, Ngài nâng niu từng cái con người cụ thể. Và điều này chúng ta thấy thể hiện một cách rõ nét trong thập điều mà thiên chúa ban cho nhân loại trong thập điều thì chúng ta nhận ra có một điều đó là ngươi chớ giết người chớ giết người có phải chăng qua cái điều đó thiên chúa muốn khái quát cái hình ảnh của ngài và cái ước muốn của ngài dành cho con người có phải chăng qua cái điều đó, Thiên Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta cần phải tôn trọng và bảo tồn sự sống của những người đồng loại, không những bảo tồn sự sống nơi mình mà còn bảo tồn sự sống của những người đồng loại. Sự quan tâm đến những cái người khác như vậy cũng đã được Thiên Chúa hỏi và chất vấn Cain khi mà Cain giết Abel. Cain em người đồng một cái sự quan tâm quan tâm đến sự sống của người khác và không những là quan tâm như như những phần trước chúng tôi có dịp trình bày một cách ngắn gọn cho quý vị không những là quan tâm suông nhưng mà là quan tâm để làm cho cái sự sống đó mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn nữa và cái việc mà cấm giết người đó ở trong tân ước chúng ta lại nhìn thấy Đức Giêsu Kitô còn mời gọi chúng ta còn đi xa hơn, làm những cái việc quyết liệt hơn. Các người đã nghe người xưa nói rằng, chớ giết người, kẻ giết người thì sẽ can án. Còn ta, ta bảo các ngươi phàm ai tức giận anh em mình thì sẽ bị luận phạt. Trích từ Matthew chương 5 câu 21 đến câu 22. Sự tôn trọng và bảo vệ sự sống của đồng loại giờ đây không những chỉ dừng lại ở cái chuyện anh tước đoạt sự sống của người khác là anh mới bị luận phạt nhưng không cái lề luật này sự tôn trọng này được đức giê xu đẩy cao lên một cái tầng cao mới mỗi khi mà chúng ta tức giận anh em mình thì chúng ta cũng đã mang trong mình cái án phạt rồi tức giận có nghĩa là mình loại trừ anh em mình ra khỏi cái tầm nhìn ra khỏi cái suy nghĩ ra khỏi cái cái định hướng mà mình đang hướng tới sự loại trừ như vậy thì trong cái nhìn của tân ước trong cái cách nói của đức giê xu cũng là một cái thứ mà chúng ta xúc phạm và làm tiêu diệt sự sống rồi nói như vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em họa theo cái hình ảnh của Thiên Chúa, cái cách thức trân trọng và bảo tồn sự sống. Mỗi người trong chúng ta, chúng ta cũng cần có cái trách nhiệm đối với sự sống người khác và cái trách nhiệm đó chúng ta được nhìn thấy một cách rõ nét qua dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Khi mà anh ta bước ngang trên đường đi từ Jericho lên Jerusalem, anh ta nhìn thấy một người, hành một người gọi là bị trộm cướp vây đánh nằm bên vệ đường. Nhìn thấy một cái sự sống mà cái sự sống đó ra như chẳng có can dự gì đến anh ta cả, không cùng dân tộc, không phải là người thân thích. Ấy vậy mà anh ta vẫn dừng lại để cứu vớt, để chữa lành, để làm mọi thứ cho cái sự sống của cái người nằm bên đường kia được phục hồi. Phải chăng đó là một cái lời mời gọi mỗi người trong chúng ta khi chúng ta nhìn về sự sống của anh em đồng loại của mình. Ước mong rằng qua cái chương trình này, mỗi người trong chúng ta luôn luôn nhìn thấy sự sống của anh chị em của mình như là hình ảnh như là sự hiện diện của Chúa ở ngay bên cạnh chúng ta nơi anh chị em của chúng ta xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới thân ái và chào tạm biệt